Rồi ok, hello, xin chào mọi người quay trở lại kênh của em nha. Thì cuối tuần lại lên được một video giới thiệu một số mẫu mới về bên em nha mọi người. Nói chung hàng hôm nay về nhiều ha. Thì đây là kênh YouTube của em đang đăng trên kênh YouTube đây. Nếu anh chị có nhu cầu mua hàng thì mình vui lòng gọi trực tiếp giúp em thông qua số điện thoại này nha. 0767347340. Bên em chỉ có một số điện thoại duy nhất này thôi, mình gọi điện hoặc là chốt hàng qua Zalo nha mọi người. Nhắn tin qua Zalo nha. Mọi hình thức khác đều là lừa đảo, bên em không chịu trách nhiệm nha mọi người. Thì đây là kênh YouTube của em. Thì mọi người cứ bấm vô phần video đi, thì bấm vô phần mô tả nè, có đầy đủ thông tin bên em ha. Gồm có số điện thoại mua hàng nè, địa chỉ cửa hàng nè, hình thức đặt hàng, rồi tài khoản ngân hàng, thông tin của em đầy đầy đủ trong đây hết nha mọi người. Thì có gì nếu mà mọi người xem mà mọi người ưng mấy nào á, mọi người vui lòng gọi trực tiếp đi, nó dễ hơn ha. Cái clip này em đăng lên có thể là khoảng 7-8 giờ, em hơi bận bận xíu, em sẽ không trả lời kịp nha mọi người. Thì nếu mà mọi người mua hàng có thể nhắn qua Zalo hoặc là mọi người cứ gọi lại đi, có gì để hỏi em gọi lại, tại nhiều khi 7-8 giờ em đang bận á, em chưa trả lời máy kịp nha. Rồi hôm nay lên thanh lý mấy cây cho mọi người nè. Oppo A7 mã chính hãng 2 SIM, máy còn đẹp 96-97%, màu vàng nha mọi người. Mọi người tin con này lúc mà em còn bán trong mấy cửa hàng điện thoại á, cây này lúc mới ra full bóc hộp 5.490.000. Bây giờ thanh lý cho quý vị giá là 999k. 999k không bao ship nha mọi người. Oppo A7 mã chính hãng, RAM 4GB, 64GB, Snapdragon 450, màn hình giọt nước 6,2 inch, camera sau 13 chấm, pin 4230, camera trước của nó 8 chấm, vân tay khuôn mặt đầy đủ, camera trước 16 chấm luôn á. Đó. Con này thì em bán bao ship, không bao ship nha mọi người. Tặng kèm ốp lưng dán cường lực 999k. Mấy con này câu view nè, hai sim thẻ nhớ đầy đủ. Oppo A7 mã chính hãng nha quý vị. Con này là mã chính hãng. Hiện tại đang chạy Android 8. Đó, màn hình sáng đẹp không mám mố ha. Ngoại hình cũng còn được 98%. 999k. Đó, anh chị nào mua kèm điện thoại khác thì khỏi phải trả ship. Còn nếu mà con em thanh lý bán trực tiếp tại nhà là 999k. Rồi ok ha. Rồi vô rồi thanh lý mấy cái này luôn chơi cho vui nè. Oppo A16K, máy đẹp 98-99%, mặt lưng nhám chống bấm vân tay nè. Đó, khung viền không cứng móp, không chạy xước gì hết nha mọi người. Đó. Màn hình trước sáng đẹp, bên em dán cường lực, tặng kèm ốp lưng cho mọi người ha. Con này hôm nay đăng câu view với giá là 1.188k, bao ship cho mọi người toàn quốc. Ở giá này nếu anh chị nào kiếm chỗ nào rẻ hơn thì cứ mua, nói chung mà thuận mua vừa bán mày mọi người. Trăm người bán dạng người mua ha. Em bán là 1.188k, RAM 3GB, 32GB, màn hình zin, main zin, ngoại hình 98%, pin 4230, RAM 3GB, 32GB thôi. Màn hình 6,5 inch. 1.188k là đã bao gồm phí ship nha quý vị. Đó, 1.188k bao gồm phí ship cho quý vị luôn. Đây, ngoại hình vẫn còn ok lắm nha. Còn đẹp lắm nha. A16K. Đó, đăng câu view thôi. Tại bữa giờ em cũng không có nhập được mấy cái máy thanh lý nữa. Bây giờ em phải lấy máy em bán ra thanh lý câu view này. Cây này mà tính ra bán cho người giá đó xong rồi bao ship cho người là hết lời luôn. Còn cây Oppo A7 này là mua tính ra em chạy em bán 990k là em lỗ luôn. Rồi tiếp theo Oppo A5 2020, máy mã chính hãng nha mọi người. Hai sim thẻ nhớ đầy đủ, ngoại hình cũng cả 97-98%. Nói chung là quay video mọi người cũng thấy ha. Bên em không có gửi hàng qua Zalo nha mọi người, không có gửi hình chụp ảnh qua Zalo nha. Tại bên em bị lừa đảo và bên em không có sợ, bên em sợ lắm, không có gửi hình qua Zalo đâu. Anh chị cứ xem video ha. Cây này là A5 2020, bản RAM 3GB, 64GB. Hôm nay thanh lý dấu gì giá là 1.288k bao ship. 1.288k. Đó, nói chung 8888 thì nó hay nha. Pin 5000, có cổng sạc Type-C, Snapdragon 665, 4 camera sau 12 chấm, camera trước của nó là 8 chấm. A5 2020 mã chính hãng, RAM 3GB, 64GB. 1.288k. Cường lực đã dán sẵn, tặng kèm ốp lưng, bao ship toàn quốc. 1.288k. Rồi mới có tóc đẹp trai không? Quá đẹp trai luôn. Là liếc là khỏi về chị đi. Đây. Cổng sạc taxi nha. Ngoại hình cũng có 98%. 1.288k. Nó đăng câu view chơi vui thôi. Rồi cây này cũng thanh lý luôn. Cây này mới mua của khách. Cây là mua lỗ sạc máu luôn. Vivo Y21, cái này tại đổi máy cho khách đó, mà em thu lại giá hơi cao quá, giờ bán lỗ luôn. Vivo Y21 máy chính hãng 2 SIM, mặt lưng sau còn đẹp nha mọi người, con này cỡ 97% á, không phải xấu luôn nha, tại vì nó có bám vân tay xíu nha, 96-97% nha. Đó, lưng sau là hơi nhầm nhầm vô người ta sẽ ốp nè,
Đó, khung viền thì đẹp. Tại do con này là mặt lưng nhựa mọi người, nhựa bóng nó dễ chạy lắm nha. Đó, 96 97% không phải chê đâu. Màn hình vẫn là màn hình zin nha mọi người. Màn hình zin nha. Tại thu của khách 1 triệu 300k mà hôm nay thanh lý cho quý vị giá là 1 triệu 222k. Tại sao? Ở đây nó có cái đốm sáng xíu nữa ha. Đó, hơi trắng trắng xíu. Còn lại là bình thường, cảm ứng không ảnh hưởng gì hết nha mọi người. RAM 4GB, 64GB, màn hình của này là 6,5 inch, vân tay, khuôn mặt đầy đủ, màn hình giọt nước, pin siêu trâu 5.000, có cổng sạc Type-C luôn ha. Full chức năng, con này giá bán là bao ship rồi nha mọi người, 1 triệu 222k, bao ship rồi đó, giá này là bao ship rồi đó quý vị. Tại nói chung là bán cho khách cái máy kia cũng có lời rồi, thì nói chung cây này xác định bán lỗ, tại vì mua hơi cao, chịu thôi chứ giờ sao vậy. Đó, mà cái tóc đẹp trai không? Quá đẹp trai luôn, sáng sủa tối cũng sủa luôn. Cổng sạc Type-C jack 3.5 đầy đủ. Cây này lúc mà mới ra hình như 4 triệu 2 hay sao á, giờ còn có 1 triệu mấy, 1222, bao ship toàn quốc. Đó. Rồi tiếp theo một số cây đây, mới thâu này của khách nè, mới thâu hồi chiều có đợt luôn nè. Oppo Reno Z thì bữa bán 1 triệu 1,6 1,7 vậy mọi người, hôm nay thanh lý cho mọi người giá là 1,650 nha. Vậy nó Z, nói chung là cây này khách xài được 4 5 ngày vậy đó. Qua bán thôi. Ngoại hình cũng cả 97%, 98%. Đó, ghê nó Z. Con này là màn hình AMOLED vân tay trong màn hình, cấu hình của nó cực kỳ cao, nhưng mà con này là máy xách tay, không có bán chính hãng tại thị trường Việt Nam nha mọi người. RAM của nó là 6GB, bộ nhớ 256GB. Tại con này là bản max option này, bản 256 là bản max option này. Màn hình AMOLED đẹp keng vân tay trong màn hình, dán cường lực sẵn cho mọi người ha. Pin con này 3950, camera sau 48 chấm, camera trước 32 chấm, chạy chip Helio B95, vẫn còn chơi liên quân PUBG ok nha mọi người. Đó. Này cầm trước cầm sau đầy đủ ha, full chức năng hết. Nói chung máy mới bán ra cho khách thôi, nói chung họ thu lại lỗ 10-15% là bình thường. Đó. Đó, là nước rồi ha, 1,650 Oppo Reno Z, con này mới thâu này của khách thôi. Tại cái dòng này bây giờ kiếm chỗ bán cũng hơi hiếm rồi, bữa nhập được mười mấy cây, chia ra bán từ từ cuối cùng cũng hết. Rồi tiếp theo, nói chung là máy thanh lý chỉ có nhiêu đó thôi nha. Hôm nay là bán máy nè, máy full nè, hai cây Oppo A31 máy chính hãng, đúng hai màu luôn, chính hãng nó chỉ có hai màu này, nó không có màu khác nha quý vị. A31 hai màu đó. Màu đen bóng với là màu xanh nhám đó. Hai cây thì phần mềm y chang nhau hết nha, không khác gì hết nha mọi người. Đây phần mềm, phần cứng thì nó y chang nhau hết, một cấu hình duy nhất thôi nha. Oppo A31 RAM của nó là 4GB, bộ nhớ 128GB, có thể nhớ hai sim đầy đủ. Màn hình con này lớn 6,5 inch, pin 4230, ba camera sau 12 chấm, nhận diện vân tay, nhận diện khuôn mặt đầy đủ, camera trước của nó 800. A31 giá bán lẻ ngang ngửa với giá bán giao sỉ luôn, 1,200k bao ship cho mọi người toàn quốc. Màn hình sáng đẹp không ám nha, không hố không đốm nha, cây bữa bán đốm thanh lý nha, cây này là màn sáng đẹp không ám hố vậy nha. A31 hai màu, màu trắng bạc hà hả, trắng xanh bạc hà với lại màu đen đó. Giá bán là 1,200k bao ship toàn quốc. Đó là clip ok ha. Nói chung là mấy con này là ngoại hình em đã test hết trơn rồi ha. Màu màu trắng này đó, trắng xanh lá này đó, thì mặt lưng của nó là nhám nha quý vị, mặt lưng nhám. Còn nếu mà A31 mà mặt màu đen là mặt lưng bóng đó. Chính hãng nó chỉ có hai màu này thôi nha quý vị, nó không có màu khác nha, chính hãng nó cũng không có màu khác nha. Đây màn hình sáng đẹp không ám mố, ok ha, 1,200k bao ship A31. Rồi tiếp theo con này là Oppo A15, A15 men zin, màn hình zin, vỏ zin ngoại hình 98%, không cứng móp không chảy xước. A15 nhận diện vân tay, ba camera sau, màn hình giọt nước, vân tay khuôn mặt đầy đủ, pin cũng 4230, RAM 3GB 32GB, màn hình con này là 6,5 inch. Nói chung là cái màn hình 6,5 inch là giờ là chuẩn rồi, cầm vừa tay không, thao tác ok hết rồi mọi người. Camera sau 13 chấm, camera trước của nó là 8 chấm, vân tay khuôn mặt đầy đủ. Con này vẫn là mã chính hãng nha quý vị, mấy con này là mã chính hãng bán tại thị trường Việt Nam. Cái A15 này nó cũng sẽ có sách tay, sách tay của nó là cấu hình của nó yếu hơn xíu, RAM 2GB 32GB, con này là RAM 3GB 32GB, cũng đầy đủ phụ kiện ốp lưng, dán cường lực, bao ship, giá là 1,250 A15. Có vân tay đầy đủ ha, 1,250k bao ship. Tại con này đời mới, nói chung là nó cũng mới ra gần đây, còn A31 là lâu lắm. A31 hình như em nhớ là 2019 hay 2020 vậy đó. Rồi tiếp theo hôm nay có được mấy cây Samsung, Samsung Galaxy A04,
ngoại hình 97 98%. Con này là màu vàng đồng nha mọi người. Nói chung là màu đồng á. Nó ngã ngã màu đồng xíu, hồng 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 hồng. Này, màn hình sáng đẹp, men zin, màn hình zin sáng đẹp A04. Cấu hình của nó RAM 3GB, 32GB, pin 5000. Con này bắt đầu nó có cổng sạc Type-C, có sạc nhanh này nha quý vị. A03 thì cổng sạc micro, chưa có sạc nhanh. Đó, camera sau 50 chấm, pin con này là 5000. Camera trước 5 chấm, A04, màn hình zin đẹp keng, không ám mốt, không chạy xước, dán cường lực sẵn này nha. Đó, giá bán là 1 triệu 300k, bao ship cho quý vị toàn quốc, 1 triệu 300k nha. A04, tại con này RAM 3GB thôi, hôm bữa RAM mới mấy tới 1,6 triệu rồi. Này, hôm nay được cái giá nó xuống, A04 giá nó xuống, mua được rẻ bán rẻ. Đó, là lít ok hết. Mặc định là hai sim thẻ nhớ đầy đủ, với cái dòng Samsung A không giá rẻ là nó sẽ có hai sim thẻ nhớ luôn. Mặc dù nó RAM 3GB, 32GB, mọi người muốn xài thẻ nhớ được ok ha. Rồi tiếp theo, hình như là mấy tháng rồi mới về được con này. A03 phiên bản Max Option, RAM 4GB, 64GB, mặt lưng sau là vân 3D. Đó, ngoại hình 98%, không cứng móp, không chạy xước. Giá bán là 1,390 triệu nha mọi người. Màn hình zin sáng đẹp không ám. Tại sao em bán tới 1,390 triệu? Tại con này là bản RAM 4GB nha. RAM 4GB, hình như lâu lắm mà em có bản RAM 4. Đó giờ bán RAM 3 thấy mẹ luôn. Con này RAM 4GB nha. A03, ngoại hình 98%. Thì cấu hình của nó thì cũng y chang thôi, nó khác cái RAM thôi. Màn hình 6,5 inch. Camera sau 48 chấm, pin 5000. Camera trước của nó 5 chấm. Màn hình sáng đẹp không ám, hai sim thẻ nhớ đầy đủ. A03 1,390 triệu, tặng kèm ốp lưng, dán cường lực, bao ship. Con này là đầy đủ phụ kiện, về mọi người lắp sim vô xài thôi. RAM 4GB, 64GB là liếc khỏi chê. Hai sim thẻ nhớ đầy đủ nha. Đó, sóng wifi Vivo, sim sóng bên em đã test hết rồi nha. 1,390 triệu. Rồi tiếp theo Oppo F11. Hôm nay em có Oppo F11. Đây là bản F11 thì là màn hình giọt nước nha mọi người. Ngoại hình cũng cả 98%, màu tím. RAM 6GB, bộ nhớ 128GB nha quý vị. Con này là bộ nhớ 128GB. Tại sao chính hãng nó chỉ có 64GB nè? Em xíu cái nào. Chính hãng F11 nó chỉ có đúng một cấu hình là RAM 664 thôi. Con này của em là RAM 6 128. Tại sao nó là con này là máy sách tay tại thị trường quốc tế, nó bán ở Trung, ở Ấn Độ hay là Pakistan vậy mọi người. Nó nhập về đây nó bán. Hiện tại bây giờ là vẫn full tiếng Việt cho mọi người nha. Reset thoải mái, không mất tiếng Việt, vẫn cài đặt tiếng Việt bình thường, vẫn có CH Play bình thường. Thì tại là con này là máy quốc tế chứ không phải là máy nội địa. Nội địa chung thì mình phải cài ngoài, còn này máy quốc tế thì mình reset thoải mái ha. RAM 6GB, 128GB, màn hình 6,5 inch Full HD. Camera sau 48 chấm, camera trước của nó 16 chấm. Nhận diện vân tay, nhận diện khuôn mặt đầy đủ, màn hình giọt nước ha. Pin 4000, chip B70. Hiện tại bây giờ vẫn còn chơi liên quân ok. Vẫn đầy đủ phụ kiện ốp lưng, dán cường lực, bao ship luôn ha. Thì con này em đang bán với giá là 1,390 triệu. Đầy đủ phụ kiện, 128GB nha. Nhưng mà con này là máy sách tay, không phải là máy chính hãng Oppo. Nó vẫn là của Oppo sản xuất, nhưng mà là sản xuất ra cho thị trường khác, không phải thị trường Việt Nam, thì gọi là máy sách tay. Còn nếu mà cái máy nào mà nó ghi chữ Oppo mà là bên trong này nó chạy cái phần mềm khác á, là máy đẻo khác nha. Còn này là máy sách tay, nó cũng như iPhone. iPhone bán tại thị trường Việt Nam với là bán tại thị trường Mỹ, nó khác nhau, nó khác nhau cái mã vậy đó. Rồi tiếp theo Oppo A9 2020. A9 thì cấu hình nó cao hơn A5 xíu, ngoại hình đẹp 97-98% nha mọi người. Đầy đủ ốp lưng với cường lực, bao ship luôn ha. Thì con này là cấu hình của nó là RAM 3GB, 64GB, nó cũng như A5 2020 thôi. Nhưng mà camera sau của nó là 48 chấm và camera trước của nó là 16 chấm. Nó là A9 thì lúc mà nó mới ra nó bán mắc hơn A5. Thì tại em nhập cao em bán cao hay chứ bây giờ sao giờ không để em bán giá bằng A5 đâu có được. A9 thì nó vẫn có giá trị của A9 nha. Full chức năng, hai sim thẻ nhớ đầy đủ. Đó, em dán cường lực sẵn rồi, giao đi cho quý vị là tặng thêm cho quý vị ốp lưng thôi, bao ship. Còn thì để em bán giá là 1,450k, đầy đủ phụ kiện cho mọi người, về lắp sim vô là xài nha. A9 2020. Đây, ngoại hình đây. Đó, viền góc không cứng móp. Bây giờ cái TikTok test cái la cho mọi người coi. La cổng xe là cổng sạc Type-C nha quý vị. F11, F11 Pro nó vẫn là cổng sạc micro USB thôi nha. Nhưng mà con này là cổng sạc Type-C nha. Đó.
Thì nói chung cổng sạc Type-C nếu mà anh chị có sạc nhanh VOC thì nó sẽ sạc nhanh hơn cái cổng sạc micro USB xíu. Thì thôi, giá bán là 1.450.000 đầy đủ phụ kiện cho quý vị luôn. Về là quý vị chơi thôi ha. Rồi tiếp theo, con này là Vivo S1, con này là mã chính hãng bán tại thị trường Việt Nam. Vivo S1 thì nó nếu mà sách tay thì nó sẽ là Vivo Y7S á. Còn này là Vivo S1 bán tại thị trường Việt Nam. Ngoại hình 98%, màn hình con này là màn hình AMOLED vân tay trong màn hình nha. Đây, màn hình Super AMOLED vân tay trong màn hình. Pin con này 4.500, cấu hình của nó là RAM 6GB, bộ nhớ 128GB nha mọi người. Con này cấu hình nó cũng cao á, nhưng mà tại con này nó lâu rồi. Nó ra 2018, 2019, ra hình như 2019 em nhớ là vậy, tại lúc em còn bán là em nhớ 2019 đó quý vị. Vivo S1 thì nó sẽ có cái dòng S1 Pro đó mọi người. Đó, thì màn hình con này là Super AMOLED Full HD vân tay trong màn hình. RAM 6 128, camera sau 16 chấm, camera trước của nó 32 chấm. Màn hình còn là màn hình giọt nước, ba camera sau, mặc định vân tay trong màn hình nha. Đó, full chức năng. TikTok, Facebook, Zalo, YouTube đầy đủ. Vivo S1 này. Ngoại hình ok, viền khỏi phải chê. Đó, full chức năng. Đó, thì con này em đang bán với giá là 1.400.000 bao ship toàn quốc cho mọi người. Tại với con này ra lâu rồi. Bây giờ nói chung là cái được cái bộ nhớ với lại cái RAM nó nhiều thôi. Còn con chip của nó là xài cũng bình thường. Nói chung là chơi game vẫn được thôi. Nhưng mà nó hơi chậm chậm thôi. Tại con này nó ra lâu lắm rồi. Được cái màn hình AMOLED thôi. Rồi tiếp theo Oppo F11 Pro. Anh chị nào chơi F11 thì mình có thể tham khảo F11 Pro ha. F11 Pro thì hôm nay em có hai cây. Thì em sẽ giới thiệu cây này trước đi. Tại cây này em bán giá rẻ hơn xíu. Oppo F11 Pro, con này ngoại hình cả 95-96%, mặt lưng sau hơi nhăm nhăm do xài ốp ha. F11 Pro, nếu mà anh chị tìm được chỗ nào bán rẻ dưới 1.7-1.8 triệu thì mình cứ mua ha. Con này ngoại hình cả 95% thôi. Màn hình vẫn là màn hình zin, em dán cường lực sẵn rồi ha. RAM của nó là 6GB, bộ nhớ của nó là 64GB. Tại con này F11 Pro đầy đầu mọi người. Đầy đầu là cái lúc nó ra lần đầu tiên á thì nó sẽ có bản bộ nhớ của nó là 64GB thôi. Đó. Còn lại là y chang màn hình LCD 6.5 inch Full HD nè. Chip B70, camera 48 chấm, pin 4000, camera trước của nó 16 chấm, nó cũng y chang F11 thôi. Nhưng mà nó khác cái là F11 Pro là màn hình full view, không có tai thỏ, không có giọt nước gì hết. Tại vì camera của nó là thò thụt nè. Nó đây. Camera thò thụt lên thấy không? Nó vậy thôi, nó chỉ khác cái camera F11 vậy thôi. Thì con này giá em đang bán là 1.490.000 nha mọi người, 1.490.000 ship toàn quốc F11 Pro. Tại vì của bộ nhớ của nó chỉ có 64GB thôi. Đây, nó clip ok hết. Hai sim thẻ nhớ đầy đủ, con này là mã chính hãng nha. Cường lực dán sẵn rồi, bao ship cho mọi người toàn quốc. Rồi tiếp theo con này là F11 Pro. Thì con này là bản 128GB, nó cũng là F11 Pro bán tại thị trường Việt Nam. Nhưng mà con này là bản ra sao thì nó được cái bộ nhớ nó lên 128GB, vẫn là main zin, màn hình zin. Đó. 128GB, còn lại y chang, vẫn camera thò thụt đầy đủ. Thì con này em bán mắc hơn 150k nha. Con này là 1.650.000 bao ship toàn quốc. Này, camera trước. Đó. Con này ngoại hình cũng cả 97% thôi. 97%. Tại mấy cái dòng này ra lâu lắm rồi, 28, 29 bây giờ 4, 5 năm mà đẹp keng ở đâu mà ra mọi người. Có sao bán vậy ha. F11 Pro 128GB 1.650.000. Rồi tiếp theo nè, có mấy cây thanh lý nè. Cây này hình như mọi người cũng biết đâu, quay sơ sơ cho mọi người xem ha. Đó. Honor nha mọi người, Honor là thương hiệu con của Huawei. Đó. Quay sơ sơ ngoại hình này cỡ 95-96%. Đó. Con này là Honor 20 Pro, cấu hình siêu khủng, RAM 8GB, bộ nhớ 256GB, máy quốc tế nha, CH Play đầy đủ. Con này là reset vẫn có CH Play nha quý vị. Tại hình như con này là chạy phần mềm chung với lại Nova, hình như là Nova 3i hay sao á. Nên nó không có bị cấm, nó chạy chung phần mềm với B30 Lite, lúc đó vẫn có CH Play đầy đủ nha. Thầy giới thiệu điện thoại cho mọi người. Đây là Honor 20 Pro, RAM 8GB, 256GB, màn hình của nó là 6.26 inch, độ phân giải Full HD, chip Kirin 980, còn 980 là cũng ngang ngang với Snap 835, 845 mới gì. Đó, camera sau 48.3 cái, camera trước của nó là 32 chấm, pin 4.000, màn hình đục lỗ nha.
Nói chung là nó chạy chung phần mềm với B30 Lite thì nó vẫn có CS Play, vẫn có tiếng Việt đầy đủ. Mọi người cứ yên tâm reset thoải mái. Con này em đã reset rồi, mọi người cứ yên tâm vô đó ha. Con này là vẫn có CS Play, vẫn có tiếng Việt đầy đủ khi mọi người reset máy, không có mất CS Play. Bộ cái bộ nhớ cực cao 256GB và siêu to. Tại tính ra cái dòng này là B20 Honor 20 Pro này là con dòng này là dòng flagship của nó mà mọi người. Mà tại vì nó ra lâu thôi thì con này em bán cho quý vị giá là 1.650.000 bằng với F11 Pro, nhưng mà con này là máy xách tay nha, không phải chính hãng bán đây, thị trường Việt Nam thì giá nó rẻ đúng rồi. Nó có sao báo vậy thôi. Rồi tiếp theo con này nè, Poco X3 NFC, máy nguyên zin, ngoại hình 96-97%, mặt lưng sao đó, không cứng móp, không chạy xước, mặt khung quyền. Nói chung là có phải phải quyền nhưng mà không cứng nha. Đó, Poco X3 NFC, con này là phải nói cấu hình khủng là khỏi phải chê. Con này là màn hình của nó là 6,67 inch Full HD 120Hz, RAM 6GB, 128GB, Snapdragon 732G, camera sau 64 chấm, pin con này 5100, camera trước 20 chấm. Đây, màn hình đẹp keng, không ám, không ố nha. Tần số quét màn hình của nó là 120Hz. Đó, ok chưa? Camera sau mình Poco là thương hiệu con của Xiaomi. Đó, đầy đủ phụ kiện cho mọi người, ốp lưng dán cường lực, bao ship giá là 2.200.000, loa kép trên dưới. Đó, loa cực kỳ to, Snap 732G, Liên Quân PUBG ok hết. Con này Liên Quân mình chơi được độ HD luôn quý vị. Giá bán là 2.200.000, bao ship toàn quốc. Con này em không chắc là có cường lực ốp lưng nha, cường lực thì em dán sẵn rồi nha. Ốp lưng nếu mà em kiếm có thì em tặng, tại vì em mua nó cũng hơi cực quá. Có thì em tặng rồi. Rồi tiếp theo, hôm bữa mới trao đổi máy được cái K40 Gaming, mới trao đổi được cái này. Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE, mã chính hãng. Con này lúc mới ra là hình như là 8 củ máy á. Lưng zin, khung viền ok nè, 97% nè, màn hình trước nè, không chạy xước nè. Ok hết, không cứng móp ha. Con này là Mi 11 Lite 5G NE, cái tên nó hơi dài xíu. Màn hình đẹp keng nha, không ám nha, tại vì em đang xài nên em để chế độ nền tối vậy thôi, chứ màn hình của nó là sáng đẹp, không ám ố ha. Đây, phần mềm em cập nhật lên hết rồi. Mi 11 Lite 5G NE, tất cả thông số, RAM 8GB, bộ nhớ 128GB, camera sau 64 chấm, pin 4250, màn hình Super AMOLED 6,55 inch, màn hình đẹp keng, không ám ố, không loạn liệt. Đặc biệt chạy con chip Snapdragon 778G, có 5G, mã chính hãng. Con này là bán chính hãng tại thị trường Việt Nam. Nói chung là full chức năng. Con này em trao đổi là của khách, khách qua đổi cái K40 Gaming, mà em không biết cái cây này với K40 Gaming nó hơn nhau kiểu gì nữa. Khách qua đổi em mua lại được, là em mua 2 củ 9, em bán cho quý vị giá là 2 củ 9 90, 3 triệu á, em bán cho quý vị 3 triệu. Em bán cho quý vị giá là 3 củ. Con này vẫn có loa kép nha. Loa kép của nó trên đây, cái khung loa của nó nằm trên này nè. Nó nằm trên cái loa thoại luôn, với lại nằm cái dưới, hai sim full chức năng. Mi 11 Lite 5G NE, chip Snapdragon 778, em bán với giá là 3 triệu. Con này anh chị tới nhà em vẫn bán giá 3 triệu nha. Mà giao đi thì em vẫn bán giá 3 triệu, tại con này em mua lại 2 triệu 9 nè. Bây giờ tới nhà không lẽ bán quý vị 2 triệu 9 quầy tiền, tốn tiền cái miếng cường lực của em. Cường lực em mới dán nha, cường lực của khách xài nó hơi cũ, em gỡ ra rồi. Cường lực này đẹp nha, không bám, không chày, không cứng nha. Đó, con này ấp lưng khách đưa sau em bán vậy luôn. Giá bán là 3 củ, bao ship toàn quốc. Tới nhà mua cũng 3 củ luôn ha. Có sao bao vậy, Snapdragon 778. Rồi, ok, hôm nay hết máy rồi. Nói chung clip này cũng dài rồi, thì mọi người nhớ giúp em nha. Tại vì có thể từ 7-8 giờ em hơi bận bận xíu, em không có trả lời điện thoại được. Nếu mọi người gọi lúc đó mà em không nghe máy á, mọi người có thể nhắn tin lại hoặc là mọi người nhắn qua Zalo, em sẽ trả lời sau nha. Nếu mà anh chị gọi thì em sẽ trả lời lại cho ha. Thì đây là số điện thoại bên em. Nếu anh chị có nhu cầu mua hàng gọi trực tiếp giúp em 076 734 740. Cảm ơn mọi người xem video của em. Hẹn mọi người video sau.